trọng cảm ơn và kính chào quý vị khán giả của chuyên đề Cuộc sống quanh ta. Thưa quý vị, trong những ngày hân hoan chào đón năm mới 2024, giữa cái se lạnh đủ khiến không gian co lại của cuối đông, một ánh nắng đông như mật ngọt đã được lan tỏa từ sự cảm thụ đến trong từng mạch máu của những người yêu âm nhạc, mến tiếng đàn guitar và trọng nghĩa tình bầu bạn với các nghệ sĩ trải lòng bao cung bậc tình cảm qua tiếng đàn. Những nghệ sĩ đến từ các câu lạc bộ guitar của thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đồng lòng tổ chức chương trình guitar đặc biệt mang tên Concert Nắng Đông. Không chỉ là lan tỏa nét đẹp của âm nhạc mà còn lan tỏa tình người ấm áp qua sự cộng hưởng, kêu gọi chung tay giúp đỡ người nghèo. Phóng sự sau nói lên cùng quý vị nét đẹp đó. Chương trình guitar Concert Nắng Đông, một đêm nhạc của những tâm hồn đồng điệu và những nghệ sĩ cháy hết mình trong nồng nàn say đắm một tình yêu với thế giới âm nhạc, được thể hiện qua tiếng đàn guitar. Giữa những tinh hoa được chưng cất, gạn lọc, đắp bồi ở một không gian âm nhạc với những tiếng đàn guitar làm say đắm lòng người. Các nghệ sĩ của đêm nhạc chính là những tia nắng đông, tuy mỏng manh nhưng tràn đầy khát vọng, góp phần quan trọng ươm dệt nên vầng nắng cho mùa đông thêm muôn phần ấm áp. Chương trình guitar Concert Nắng Đông hôm nay ấy, muốn đưa tới các khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là yêu cây đàn guitar, những cái tác phẩm kinh điển của guitar. Và đặc biệt hơn nữa là cái chương trình Nắng Đông đấy, cũng như các hoạt động của các nghệ sĩ guitar là hướng đến những cái từ thiện. Và chương trình hôm nay thì vừa muốn đưa khán giả đến với những cái tác phẩm kinh điển của guitar, vừa có một cái hoạt động gọi là từ thiện, là quyên góp của những cái khán giả yêu guitar để hỗ trợ giúp đỡ những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Đến cái thời điểm này là một cái thời điểm nắng đông nó bắt buộc nó phải được diễn ra. Và đương nhiên cái điều đó là cái sự ấp ủ của anh em trong, cái thứ nhất là mấy anh em chơi guitar ở trong tỉnh Bắc Ninh và một số anh em ở tỉnh ngoài, những người mà có cùng đam mê với nhau về cái bộ môn guitar này. Thì anh em đã ấp ủ rất lâu là có một cái chương trình nó phải thực sự là có ý nghĩa. Nó có cả ý nghĩa về cộng đồng, nó có cả ý nghĩa về chuyên môn, có ý nghĩa về nghệ thuật. Và thực sự là có ý nghĩa để gắn kết những con người cùng yêu một cái bộ môn guitar này đối với nhau nữa. Đến với thế giới của guitar là chúng ta được hòa vào những giai điệu réo rắt, khi trầm khi bổng, khi thủ thỉ lúc cao trào, như chạm đến trái tim người yêu nhạc. Và từ giai điệu của chiếc tây ban cầm giống như những đợt sóng, lúc rì rả dịu êm, lúc lại dâng như con sóng trào, khiến người nghe không bao giờ cảm giác nhàm chán. Ở đó, ngay trong không gian của âm nhạc đích thực, mỗi khán giả liên tưởng trong những giai điệu người nghệ sĩ trình diễn sẽ được trù du qua bao nhiêu miền văn hóa. Với chất liệu âm nhạc là cổ điển, như guitar Concert Nắng Đông đã đem đến cho khán giả những âm thanh da diết đầy cảm xúc, gọi tên nỗi nhớ, tình cảm của cõi người. Thường thì chúng ta nghe đến cổ điển nó có cái gì đó nó hàn lâm, nó khó hiểu hoặc là nó khó nghe. Nhưng ngày hôm nay quý vị sẽ thấy là những cái tác phẩm cổ điển rất dễ thương, rất là mềm mại, rất là đi vào lòng người, rất là trữ tình. Ban tổ chức đã chọn những cái tác phẩm mà nó giàu chất trữ tình nhất để làm sao đến gần gũi nhất với khán giả. Có thể nói rằng guitar là một cái bộ môn mà rất rất nhiều người yêu mến. Để thưởng thức được nó và để chơi được nó thì không phải là ai cũng có một cái cơ hội để thưởng thức hoặc cái cơ hội để chơi, mà đây nó phải có một cái sự gắn kết và cái niềm đam mê rất là lớn. Bởi vì thực ra mà nói, guitar nếu mới bắt đầu người nghe thì người ta cứ tưởng là dễ đấy, thì nhưng thực ra mà nói nếu mà đi sâu vào thì nó rất là khó, đặc biệt là cổ điển như trong cái đêm hôm nay. 15 tiết mục với những bản nhạc cổ điển bất hủ cùng thời gian, ví như một vũ khúc Cuba do hai nghệ sĩ Bá Đạt, Bá Quang thể hiện. Từ tác phẩm này không chỉ là cuộc hội ngộ giữa khán giả và nghệ sĩ,
mà còn làm hồi sinh một kỷ nguyên hoành tráng của dòng nhạc Cuba nổi tiếng. Còn với giai điệu trong vũ khúc tango của nhạc phẩm có tựa đề Minoga là một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ guitar người Argentina Diego Corozza, như vừa thư thái, sang trọng, vừa mộc mạc trữ tình qua những ngón tay múa trên phím đàn của hai nghệ sĩ Xuân Minh và Michel Trần, hoặc bản nhạc có tựa đề Đêm Thánh Vô Cùng được nghệ sĩ Phạm Duy Hải truyền tải tới khán giả qua tiếng đàn guitar. Trong chương trình còn có sự thể hiện của các nghệ sĩ khác như Mạnh Thắng, Bùi Hồng Thạnh. Mình đến với guitar là một cái gì đó, là một cái duyên. Sau đó cũng một thời gian học tập, một thời gian công tác, có những lúc mà mình cảm thấy là cuộc sống của mình ấy, nó không như mong muốn, thì mình lại tìm đến cây đàn. Và chính cái đàn này đã lôi kéo mình trở lại làm việc nghệ thuật, chứ trước ra mình đã định buông nó rồi. Những cung bậc cảm xúc và tài hoa của ngón đàn cùng những kỹ thuật phức tạp, chuẩn xác và đầy tốc độ thể hiện tiếng đàn thật tinh tế với một nhạc cảm có chiều sâu và hoàn hảo của các nghệ sĩ dòng nhạc Tây Ban Cầm, được thể hiện trọn vẹn trong chương trình biểu diễn live concert mang tên Nắng Đông. Không có thêm bất kỳ nhạc cụ nào hỗ trợ, chỉ có tiếng đàn guitar duy nhất của các nghệ sĩ. Nhưng các anh đã cống hiến cho người yêu nhạc một đêm nhạc đầy cảm xúc. Không chỉ phô diễn ngón đàn tuyệt đẹp qua phần độc tấu, mà phần hòa tấu rất lạ, rất phiêu, hào sảng, hân hoan, mê say trước nét đẹp của nghệ thuật, tạo nên vẻ đẹp đa sắc cho buổi diễn. Đó chính là một chuỗi những câu chuyện tình yêu, tình đời, tình người được kể bằng âm nhạc như là một chuyến du hành của cây đàn guitar, đi xuyên qua nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau một cách thật thú vị. Khi ấy, khán giả có thể nhắm mắt lại, đong đưa theo từng nốt nhạc và để tiếng đàn của các nghệ sĩ đến từ hai câu lạc bộ dẫn người nghe tới sự say đắm qua những tác phẩm bất hủ, hay ngây ngất khi chiêm ngưỡng những phút giây thăng hoa của người nghệ sĩ. Tất cả thực sự phiêu linh, thật huyền ảo để được hòa mình trong âm nhạc đầy cảm xúc. Quan trọng nhất đó là những bản hòa tấu. Không phải tập được một bản hòa tấu guitar không hề đơn giản. Có khi cả một đời chỉ hòa tấu với nhau được một bản thôi. Vậy mà anh em chúng tôi từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Hưng, chúng tôi đã làm được một cái chương trình là gồm có cả hòa tấu nữa. Rất nhiều bản hòa tấu hôm nay mà toàn những bản hòa tấu rất là xuất sắc và thực sự nó có ý nghĩa đối với cái chương trình Nắng Đông này. Chúng ta thường nghe là với cái độc tấu thì nhiều rồi, nhưng mà ở câu lạc bộ guitar của huyện Bắc Ninh có một nét đẹp, đó là có nhiều cái bài hòa tấu trong buổi tối ngày hôm nay, cả những bản sôi động và cả những bản sâu lắng, và chúng ta sẽ thấy là rất đáng yêu. Danh mục biểu diễn 15 tác phẩm của concert Nắng Đông là một bức tranh hài hòa của chiều dài lịch sử âm nhạc guitar cổ điển thuộc các thể loại từ lãng mạn cho đến hiện đại, và dòng nhạc phu nhộn mang phong cách flamenco chắc chắn không thể thiếu phần trình tấu tác phẩm tiêu biểu của kỹ thuật tinh tế, là một trong những âm thanh mang tính thơ nhất của guitar cổ điển. Đó chính là kỹ thuật tremolo, kỹ thuật gieo dây, làm say đắm thính giác người nghe. Độc đáo nhất, ý nghĩa nhất và cô động nhất là chương trình biểu diễn dòng nhạc cổ điển. Với các dòng nhạc khác sẽ đơn giản hơn, còn khi độc tấu guitar cổ điển thì những kỹ thuật trong trình tấu guitar sẽ được thể hiện trọn vẹn hơn. Do dòng nhạc cổ điển vốn rất kén chọn khán giả, những khán giả thật sự đến với nhạc cổ điển là những người thực sự đam mê và yêu thích nhạc cổ điển. Đến với nhạc cổ điển, người nghe phải có sự trải nghiệm từ từ thì mới hiểu được những gì trong đó. Theo thống kê thì có đến 95% nghệ sĩ guitar là nam giới. Phải chăng vì guitar với các kỹ thuật như gieo dây, cua lê nốt, các thế bấm đè lên dây đàn, vuốt từ nốt này sang nốt kia để đạt một kỹ thuật điêu luyện, đòi hỏi người nghệ sĩ guitar phải dành nhiều sức lực hơn để bấm dây đàn. Hy vọng rằng tới đây thì cái bộ môn nghệ thuật guitar cổ điển này sẽ đem đến cho tất cả mọi người, tất cả mọi người đều yêu thích nó và có một cái đam mê để đến với cái bộ môn này.
Trên sân khấu concert Nắng Đông, các nghệ sĩ đến từ hai câu lạc bộ guitar Bắc Ninh và thành phố Hà Nội không chỉ trình diễn những bản nhạc bất hủ cùng thời gian bằng kỹ thuật thông thường, mà còn mang theo đó cả chiều sâu tâm hồn, sự trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình người và mối duyên tình đắm say với cuộc sống tươi đẹp trong mỗi bài diễn tấu. Các nghệ sĩ dường như muốn gửi gắm tới khán giả một thông điệp rằng nếu ai có niềm đam mê âm nhạc nói chung, cho dù là lớn tuổi hay trẻ tuổi, thì hãy sống với niềm đam mê đó. Dù là hát hay đàn, bất cứ một nhạc cụ nào thì luôn luôn có được tâm hồn tươi trẻ hơn. Quả thực, qua đêm nhạc đã truyền được không khí nghệ thuật dịu dàng tươi mới, mang đến cho người nghe sự cảm nhận khác biệt từ một nhạc cụ có cấu trúc khá đơn giản như guitar, lại là một thế giới âm thanh và kỹ thuật phong phú hơn bất cứ loại nhạc cụ nào. Khi đến với cây guitar thì anh em chúng tôi gần như là có thể bỏ lại được những cái stress, bỏ lại được những cái căng thẳng vất vả bên ngoài và đắm mình trong cái không gian của âm nhạc. Và anh em tôi cũng động viên nhau là phải thường xuyên duy trì những cái chương trình để anh em có cơ hội để giao lưu với nhau, để làm cho cuộc sống nó được thoải mái hơn, thư giãn hơn, vui tươi hơn, bỏ lại hết những cái lo âu, lo lắng đằng sau mỗi khi tôi cầm lên đàn. Và âm nhạc đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Cái chương trình Nắng Đông rất ý nghĩa, và thầy cũng mong muốn rằng là cái tiếng đàn này, hoặc nghệ thuật, âm nhạc có một chút nào đó sưởi ấm nhất cái... ban đầu là sưởi ấm những tinh thần của những người yêu nghệ thuật, sau đó là có thể giúp được những mảnh đời đó còn khó khăn, còn gặp nhiều những cái trắc trở hơn mình đó. Thì mình cũng mong muốn rằng là mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn nữa trong một năm mới. Kể từ khi âm nhạc ra đời, con người đã biết yêu thích những bản nhạc không lời. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần ngôn từ thể hiện hay cần dùng cảnh ngụ tình. Đôi khi chúng ta chỉ cần để trí tưởng tượng phát huy với những bản nhạc không lời làm chất xúc tác. Guitar Concert Nắng Đông chính là món quà mà những nghệ sĩ guitar đến từ thành phố Hà Nội và Bắc Ninh muốn dành tặng cho những người yêu nhạc. Cùng khán giả mở hết cõi lòng mình để kiếm tìm trong đó một khu vườn thật bình yên, để lắng hồn mình lại trong những âm thanh du dương giữa đất trời Kinh Bắc, Bắc Ninh. Sau thành công của Nắng Đông thì có lẽ là cái Nắng Đông nó sẽ là một cái động lực rất lớn để anh em guitar chúng tôi tiếp tục đem những cái tốt đẹp đến cho cuộc đời này. Một hoạt động hết sức có ý nghĩa mà chương trình Nắng Đông thực hiện đó là kêu gọi sự ủng hộ từ thiện của quý khán giả gửi một phần tình cảm, nhân ái nhằm chia sẻ đến các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật. Niềm vui của mỗi người chắc chắn là mong góp một phần sức mình cho việc nhân rộng tinh thần nhân ái, thắp lên ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng. Toàn bộ kinh phí quý khán giả ủng hộ trong chương trình đã được trao trực tiếp đến các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật, ốm đau. Chương trình đã thực sự lan tỏa hơi ấm Nắng Đông đến các gia đình đang chịu đắng cay lạnh giá. Hoạt động từ thiện này thì từ lâu anh em chúng tôi đã làm. Tất nhiên nó làm theo một cái cách rất là manh mún. Mạnh cá nhân nào thì cá nhân đó làm. Cũng có thể anh em chúng tôi cũng đã từng đi xin người nọ người kia, những anh em có điều kiện để chúng tôi giúp đỡ một vài gia đình khó khăn, hay là giúp đỡ cả một cái, làm cả những cái chương trình, ví dụ vì miền Trung ruột thịt, chúng tôi cũng có mấy chương trình liền vì miền Trung ruột thịt, anh em chúng tôi cũng tức là làm theo một cái tính gọi là bột phát, một cái tính gọi là manh mún, nó không có cái tổ chức, không có cái gì cả, mà chỉ bằng cái tâm của mình đối với những cái thân phận, những cái số phận nó còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn. Thì cái này anh em chúng tôi đã làm từ rất lâu rồi. Chương trình Nắng Đông này chỉ là một cái chương trình đầu tiên để chúng ta là nó có quy củ hơn, có mọi để mọi người biết đến đông hơn, và chúng tôi cũng tổ chức nó một cách nó chỉnh chu hơn. Hòa nhịp trong không gian âm nhạc của guitar concert Nắng Đông, chắc hẳn mỗi khán giả có những cảm nhận khác nhau, sẽ tìm thấy và an trú trong khu vườn bí mật của riêng mình để nhìn lại những gì đã qua, trân trọng hiện tại và lạc quan vào tương lai. Chúng tôi xin được khép lại chuyên đề cuộc sống quanh ta tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.